chào các bác. Hôm nay em đang ở bãi xe của bên TMT nha, công ty cổ phần ô tô Phương Khánh nha, ở dưới chỗ Phú Xá này. Đó, thì hôm nay có ngồi trên con xe tải này, thì có gọi là nhớ đến cái mấy cái dưỡng của bên mấy cái dòng xe tải. Cái dưỡng của mấy dòng xe tải thì hôm nay em có hai con gọi là sơ đẳng nhất của cái dòng xe tải để giới thiệu với anh em nhé. Thì nó tiện ngồi trên xe thì em làm video luôn cho nó trực quan này. Đây các bác này, cái dưỡng xe tải ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ chạy theo kiểu cái hốc phổ thông này là chính này. Hốc phổ thông này là chính này. Đó. Chủ yếu nó hốc phổ thông thì người ta gọi là cái hốc hai zin ấy. Cái hốc hai zin. Thì đây nó chính là cái hốc này em tháo ra này. Đó, ở trên này thì nó có con một zin. Ở dưới nó thừa một hốc nữa thì anh em mình gọi luôn nó thành là hai zin. Đó. Thì đây, đây là một cái dưỡng nhá. Đây là một cái dưỡng. Đây là một cái dưỡng của con hai zin các bác này. Đây trong nghề bọn em gọi đây là một cái dưỡng phổ thông. Dưỡng phổ thông hai zin, có nghĩa là đây nó chỉ cần ghép vào như này thôi. Đó. Đấy, thế là nó chạy được con màn 9 inch. Màn to hơn anh em nhá. Và một chi phí nó sẽ ngang phèo với con 7 inch ở thời điểm hiện tại bây giờ nếu cùng cấu hình. Cùng cấu hình. Đấy. Thì đây là một loại nha, dưỡng này thì rất mỏng, rất gọn. Vô cùng mỏng, vô cùng gọn luôn mọi người. Đó. Mình ghép con màn 9 inch vào là vừa xinh luôn. Xinh luôn. Đấy thì đây là một loại nhá. Đây, còn một loại nữa. Hãy bóc cái này ra nhá. Đây còn một loại nữa. Thằng này thì là dưỡng nó to hơn, nó sẽ để ở trên táp lô mọi người nhá. Dĩ nhiên là với con hổ hồ này này thì là anh em mình không để được con này, để hơi khó. Bởi vì cái độ thươn của nó dốc quá. Này, mọi người để ý này. Cái độ thươn này nó dốc quá. Mà đặc thù của thằng này thì nó chính gọi là con dưỡng tải táp lô. Dưỡng táp lô tải. Nên là cái chân của nó sẽ yêu cầu có một cái độ, nó gọi là độ bẹt nhất định. Có một độ bẹt nhất định. Ghép qua. Đấy, nó sẽ có độ bẹt nhất định. Con này thì nó khá là rườm rà nha mọi người nhá. Nó khá là rườm rà. Chân đế chứ các thứ nó bóc tách nhiều. Đấy. Đấy anh em ghép vào như vậy nhá. Cái mặt kia chính là mặt chứa màn luôn nhỉ. Đó. Còn đằng sau kia là cái bụng của nó. Còn đấy, cái mảnh ở bên dưới bạn đang cầm này là cái chân đế nhá. Cái chân đế. Chân đế thì anh em mình ráp vào nó cũng đơn giản thôi. Ở dưới nó có một cái răng. Ở dưới nó có một cái răng và nó ẩn vào là ok. Đấy, thì đây, đấy anh em nhìn qua này là anh em biết này, anh em sẽ hình dung ra này. Đấy, thì nó sẽ như thế này. Đấy. Đấy, cái bố cục của nó sẽ như thế nhá mọi người nhá. Và đây cái phần chân đế này này thì anh em mình sẽ phải để như này đúng không? Đây anh em mình sẽ phải để như này, tức là nó cần có một cái mặt phẳng như này để nó để. Đấy, còn ví dụ như em này nó dốc như này thì anh em mình để nó rất là khó này. Đó, nó rất là khó. Dĩ nhiên là để cũng để thôi vì con màn này nó xoay được mọi người ạ. Nó xoay được cái chân đế, này. Các bạn nhìn thấy mấy cái rãnh rãnh này, nó có thể xoay được nhá. Nó có thể xoay được. Nhưng mà để thì là nó cũng sẽ gọi là cái độ thẩm mỹ nó không cao. Độ thẩm mỹ nó không cao. Mà cái chi phí của con này nó thêm một cái đổi nguồn nữa. Đưa cho anh cái đổi nguồn. Nó thêm một cái đổi nguồn này anh em này. Nên là cái chi phí của nó thì con dưỡng này nó lên cũng rất là cao. Khá là cao. Nếu anh em mà lấy lẻ ra thì nó cũng phải rơi vào đâu hơn 400 nghìn gì đấy rồi. Hơn 400 nghìn. Đó. Thêm cả cục nguồn này. Trong này nó có đổi nguồn rồi nha anh em nhá. Nó cái rất hay, mình đánh giá rất cao ở đây là con đổi nguồn này này. Đây tiện mình cho anh em xem con đổi nguồn này luôn nhá. Con đổi nguồn này ấy, là nó chuyển điện 12 à, chuyển điện 24 về 12. Đó, chuyển 24 về 12. Anh em nhìn thấy mạch không? Hai con tụ to khổng lồ luôn. Đó. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, mình đánh giá cao ở đây ấy, là anh em nhìn thấy này, nó chuyển tất cả ra 5 chân. 5 chân. Đó, 5 chân. Mọi người hình dung không? 5 chân này ấy, thì anh em mình cần những cái chân gì nhiều đây mình nói qua luôn này. Đầu tiên là cái chân nguồn chết, chính là cái chân vàng này. Đó, nguồn chết là chân vàng này. Thứ hai là chân mát đây. Thứ ba là chân ACC đây. Đó, ba chân này là xe nào cũng phải cần rồi đúng không? Anh em biết chân cam này là chân gì không? Chân hồng hồng này là chân gì không? Chân hồng này ấy, thì nó chính là chân lùi anh em ạ. Đấy, bình thường nếu như mà không có cái lùi ấy, không có cái nguồn này ấy, để mà anh em đấu xe tải, để mà đấu kích lùi lên thì rất là vất. Đầu tiên là anh em sẽ phải có thể đấu dưa le, hoặc hai là anh em phải đấu công tắc. Đó, đấu dưa le hoặc đấu công tắc thì mất thời gian vô cùng luôn. Nhưng mà đây,
Với con này anh em vẫn chạy một dòng điện 24. Vẫn chạy một dòng điện 24 vào cái dây này. Rồi, ở ngón cái của mình này. Đấy, vào cái dây này. Và nó sẽ vẫn trả anh em một cái điện 12 vào đây. Và anh em đấu vào màn, thế là xong. Đấy, anh em thấy đơn giản không? Quá đơn giản luôn. Đấy, thì là nó rất là tiện những cái đấy. Mình đánh giá vô cùng cao cái này. Đó, còn một cái nữa. Dây cam này. Dây cam cam này này. Đây. Nó là dây lăng tét anh em ạ. Dây lăng tét có nghĩa là dây gì? Dây này là khi anh em bật đèn đi ban đêm ấy thì con màn nó sẽ sáng. Đây này, con màn này, mấy cái đèn này này. Đó, mấy cái đèn này nó sẽ sáng. Thì giúp cho anh em, nó gọi là công nghệ phục vụ cuộc sống thôi. Nó giúp cho anh em mò đâu nó chuẩn hơn, chứ nó không bị lệch nữa, không phải phân tâm. Anh em nó sẽ cực an toàn ở những cái yếu tố này. Thì nó tính toán rất là kỹ cái này, nên là mình rất là kết cái này. Còn cái hệ thống này thì là loa với lại dây, một số dây, dây gì nhỉ, vô lăng ngoài thôi. Đó, loa thì anh em mình chạy thì nó không lo cái điện 12-24 rồi như nhau hết. Nhưng cũng phải lưu ý là trừ nhá, trừ một số dòng hổ vô đó nhá. Hổ vô nó chạy loa điện 24 nhá. Thì mọi người lưu ý cái này nhá. Đấy, cũng sẽ có một số những cái lưu ý nhất định, nhưng mà gần như là rất ít gặp những cái dòng đấy. Đấy, thì đây là điểm mình đánh giá cao nhất ở con đổi nguồn này và ở cái bộ dưỡng ấy này. Ở cái bộ dưỡng to này. Đó. Đấy. Đấy thì là tranh thủ mình cũng làm một cái video ngắn ngắn để giúp anh em hình dung được dễ hơn cái này nhá. Còn bây giờ thì cái dưỡng nhỏ này vẫn là thằng tiện nhất anh em này. Dưỡng nhỏ này tiện nhất. Mà bây giờ mình lại kết hợp rất là hay nha. Mình đã liên hệ được với bên xưởng và mình mua được cái nguồn rồi. Mình mua được cái nguồn rời rồi. Có nghĩa là anh em có thể lấy dưỡng phổ thông nhưng sẽ có nguồn của con dưỡng to này. Đó, ok chưa anh em? Nên phục vụ anh em gọi là cực chu đáo luôn. Đầy đủ hết. Bên mình thì mình định hướng là mình sẽ pro về tải lên tất cả các dòng tải, cam tải này, màn tải này, lùi tải này, cam hành trình tải này, là mình sẽ đầy đủ hết. Và tất cả các phụ kiện đi kèm như là đổi nguồn của xe tải rất là quan trọng luôn, bởi vì xe nào cũng cần phải có đổi nguồn. Đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nha. Cảm ơn anh em nha. Đây, hôm nay ở Thái Nguyên. Thái Nguyên lại bắt đầu thấy có mấy nơi bị phong tỏa rồi anh em ạ. Mong là không làm sao. Mong là không làm sao, không vừa mới lên được mấy hôm mà bây giờ lại bị thì nghe chừng nó hơi buồn tí. Đây, mình đang ở đối diện chỗ Nissan, chỗ Ford với chỗ Hyundai đây, Honda đây. Đó. Trời, hôm nay Thái Nguyên cũng gọi là đẹp rời lắm anh em ạ. Không một gợn mây, xanh ngắt. Được rồi, xin chào anh em nhé, chào cả nhà.